Xin chào các bạn, để nối tiếp cái chuỗi video khóa học crypto dành cho người mới thì Nguyên sẽ tiếp tục ra cái video này. Và cái video này là một cái video rất là quan trọng. Thì khi mà các bạn đầu tư vào trong một cái lĩnh vực nào đó thì cái điều các bạn cần hiểu, các bạn cần phải có một cái tư duy đúng khi đầu tư, và các bạn cần phải hiểu rõ cái luật chơi và những cái thành phần tham gia để các bạn có thể nắm được là các bạn sẽ có những cái cách chơi như thế nào để có thể chiến thắng trong thị trường này. Khi nói về đầu tư crypto thì rất là nhiều người nghĩ rằng crypto nó là một cái gì đó rất là cao siêu, cảm thấy là phức tạp hóa cái vấn đề của cái thị trường tiền điện tử. Nhưng mà thực chất thì đi sâu vào cái bản chất của nó thì khi mà các bạn đầu tư, các bạn cần phải có một cái tư duy đúng khi đầu tư. Đầu tiên thì các bạn cần phải hiểu được cái quy luật của cuộc chơi và nắm được cái cuộc chơi này. Thì khi mà các bạn hiểu được cái quy luật và các bạn nắm chắc cuộc chơi thì cái tỷ lệ thắng của các bạn ở trong cái thị trường này nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì các bạn cần hiểu đó là thị trường crypto nó là một cái trò chơi tài chính, hay còn gọi là money game. Và nó có cái tổng lợi ích bằng không, real sun game. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái thị trường này tiền nó sẽ không tự sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Cụ thể là từ cái người chơi dở hơn chạy sang người chơi giỏi. Vậy thì khi mà các bạn có lợi nhuận trong cái thị trường này thì đồng thời là đang có một cái trader khác đang phải chịu một cái khoản lỗ tương tự. Khi mà các bạn không hiểu được bản chất của nó, các bạn đầu tư với một cái kỳ vọng về một cái tương lai của crypto hoặc là về một cái công nghệ nào đó, thì đôi khi chúng ta bị chìm đắm trong cái cuộc chơi quá và chúng ta quên đi mất những cái chiêu trò đẩy giá và thao túng thị trường của cá mập. Thì ở đây các bạn cần phải hiểu thị trường này nó là một cái money game. Và khi mà hiểu được bản chất rồi thì các bạn cần phải biết là trong một cuộc chơi nó sẽ có những cái luật chơi riêng của nó. Trong một vàn game thì cũng sẽ có người chơi giỏi và người chơi dở. Vậy thì những người chơi giỏi là những người, người ta có những cái kiến thức, người ta có những cái chiến thuật riêng trong cái thị trường của họ bằng cái kinh nghiệm của họ. Và những người chơi dở là những người mới bước chân vào trong thị trường, những người chưa hiểu được cái luật chơi. Và nó có rất là nhiều yếu tố khác nữa thì mình cũng sẽ nói trong những video tiếp theo. Còn cái video này thì mình muốn cho các bạn hiểu về cái tư duy trong cái thị trường này trước tiên. Đó, thì khi mà các bạn chơi dở thì tiền chắc chắn là nó sẽ mất sang người chơi giỏi hơn. Và cái vòng này nó sẽ lặp lại liên tục. Và trong một cái thị trường này thì nó luôn luôn có rất là nhiều cái trend khác nhau. Có những cái trend đến rồi nó lại sẽ vụt tắt đi và nó sẽ sinh ra những cái trend mới. Vì thế nên nếu như các bạn không hiểu được cái luật chơi của thị trường và các bạn tạo ra được những cái lợi thế riêng của mình thì các bạn sẽ là người thua cuộc trong một cái cuộc chơi money game. Trong một cuộc chơi thì sẽ có những người chơi, và cái bức ảnh ở trên màn hình các bạn xem ấy, thì nó là một cái mô tả một bức chân dung của những người chơi trong thị trường crypto. Thì như các bạn đã biết thì trong cái thị trường này thì chúng ta sẽ đầu tư vào những cái đồng coin. Và mỗi cái đồng coin khi mà sản sinh ra thì nó trong cái cuộc chơi đó nó sẽ có rất là nhiều thành phần. Trên thị trường thì nó có vô vàn những cái đồng coin khác nhau. Và ở đây thì ví dụ như là các bạn đang muốn đầu tư vào một cái đồng coin nào đó bất kỳ, thì khi đó ở trên một những cái người chơi trong cuộc chơi này của chúng ta sẽ có, đầu tiên là chủ dự án, là những người mà tạo lập ra cái đồng coin đó. Đó. Thì khi mà cái chủ dự án này họ tạo lập ra thì có phải họ chính là cái người mà mua cái đồng coin này với giá 0 đồng đúng không? Bởi vì họ chính là người tạo ra cái sản phẩm của họ. Và tiếp theo thì họ sẽ có bán cho những cái người đầu tư. Thì nó có rất là nhiều cái hình thức đầu tư và các cái vị thế đầu tư khác nhau. Ví dụ như có những người mà mua trong những cái vòng gọi vốn, những cái vòng mà còn ươm mầm hạt giống ấy, nghĩa là khi mà cái dự án nó còn chưa hình thành ấy, nó mới chỉ trong cái quá trình sơ khai thôi, nhưng họ có những cái nhà đầu tư ban đầu, thì những cái nhà đầu tư đó là những cái nhà đầu tư chấp nhận đi với cái dự án và chấp nhận những cái yếu tố mạo hiểm của dự án, thì họ sẽ là những nhà đầu tư được mua với cái mức giá rất là thấp, ví dụ như là 0.1 đô. Sau khi đó thì nó sẽ có thêm những cái vòng khác, như là những cái vòng private sale hay gọi là vòng bán riêng. Thì những cái người đầu tư này họ sẽ được mua với những cái giá thấp hơn, ví dụ như là 0.3 đô, kèm theo những cái điều kiện, đó là những cái đồng coin khi họ mua họ cũng cần phải lock trong một cái thời gian nhất định và sẽ trả dần. Ngoài những cái nhà đầu tư bán riêng thì cũng có thêm những cái người mua trên sàn. Thì những người mua trên sàn thì cũng có rất là nhiều người, và mỗi người sẽ mua với một cái giá khác nhau. Đó, các bạn có thể ý, ví dụ như người này mua giá 1 đô, người khác thì mua giá 2 đô, người khác thì mua giá 3 đô. Vậy thì trong các cái người chơi thì những cái vị thế tham gia trên thị trường crypto là khác nhau. Vì vậy, thế nên là chúng ta cần phải hiểu trong một cái bàn game và với những người chơi như này
thì chúng ta có những cái lợi thế gì hơn? Bạn là ai trong những cái người này? Bạn là ai trong những cái nhóm người này khi đầu tư? Và cái vị thế của bạn có lợi hơn so với những người khác hay không? Và trong trường hợp nếu như nó không có lợi hơn so với những người khác thì bạn có cái gì để bạn chiến thắng được những người còn lại? Thì chúng ta cần phải có một cái tư duy, đầu tiên có một cái tư duy trước khi mà chúng ta lựa chọn một cái đồng coin nào đó chúng ta đầu tư. Thì đây, các bạn cần phải có một tư duy này. Thứ nhất là trong một cuộc chơi như thế, có rất là nhiều những cái người mà họ có những cái tư duy, họ gọi là lão làng trong cuộc chơi rồi. Thì những họ có cái khả năng để họ chiến thắng cuộc chơi, và người thắng thì sẽ ăn tiền của người thua. Vậy thì bạn có những cái năng lực gì để bạn có thể chiến thắng được những người khác? Bạn có những cái lợi thế cạnh tranh nào để bạn có thể thắng được những cái người chơi còn lại? Thì đầu tiên, cái bước mà các bạn hiểu được cái tư duy trong cuộc chơi này, nó rất là quan trọng. Nó là một cái yếu tố sẽ quyết định cho các bạn cái cách thức các bạn chơi, cách thức các bạn đầu tư trong cái thị trường này như thế nào. Khi mà các bạn đã nắm được cái vị thế của mình rồi, trong cuộc chơi rồi, thì các bạn sẽ phải tự tạo cho mình một cái rèn luyện cho mình, một cái năng lực riêng biệt để các bạn có thể chiến thắng được những người chơi còn lại qua các cái kiến thức, các kỹ năng của các bạn tổng hợp lại. Và hãy nhớ là sẽ tạo ra cho mình những cái lợi thế riêng mà những người khác không có. Ví dụ bạn có tiền, những người khác người ta cũng có tiền. Bạn có thời gian, người ta cũng có thời gian. Đó, thậm chí họ còn có nhiều tiền hơn bạn. Vậy thì bạn có điều gì để bạn có thể chiến thắng được họ? Bạn cũng chơi giống như họ. Vậy thì họ có những cái vị thế tốt hơn bạn, thì làm sao mà bạn có thể chiến thắng được họ? Vì thế nên là khi các bạn đầu tư trong cái lĩnh vực này thì nó là một kênh đầu tư, nhưng các bạn phải hiểu nó là một cuộc chơi. Thì trong một cái cuộc chơi này thì chúng ta nhìn thấy là nó có vẻ là nó đơn giản, nhưng thực chất nó là một cái sự đấu não giữa những người chơi với nhau. Ai là người có thể có khả năng đọc vị và dự đoán chính xác những cái suy nghĩ của những thành viên khác thì cái tỷ lệ thắng của người đó rất là cao trong thị trường này. Thế trước tiên thì cái bài này thì mình sẽ nói về cái tư duy trong cuộc chơi để các bạn có thể hiểu được rằng cái bản chất cuộc chơi của nó là như vậy. Và các bạn cũng sẽ biết được các cái thành phần mà tham gia trong thị trường như thế nào. Đó, ở đây thì mình sẽ có một cái bản chia sẻ cho các bạn về những cái thành phần tham gia trong thị trường. Ví dụ khi mà một cái đồng coin mà nó có trên thị trường ấy, thì nó sẽ có những cái team advisor là cái đội ngũ cố vấn. Đó, là những người mà sản xuất ra cái đồng coin đó, là cái team đứng sau cái đồng coin đó. Có những cái nhà đầu tư, seed round investor là những cái nhà đầu tư ở trong cái vòng gọi vốn mà như mình có chia sẻ cho các bạn ấy. Là những cái nhà đầu tư ở trong những cái vòng hạt giống, những cái vòng mà nó mới chỉ nhen nhóm về dự án thôi. Nhưng mà họ đã kêu gọi, họ có đã kêu gọi được những cái nhà đầu tư thiên thần. Thì với những cái nhà đầu tư này thì họ luôn có những cái giá mua tốt nhất. Sau cái vòng seed round investor này thì sẽ có vòng private sale investor. Trong cái vòng private sale thì những nhà đầu tư này họ cũng sẽ được mua với một cái giá tốt hơn những người mua ở trên sàn. Và những cái vòng bán riêng này thì họ sẽ được mua với một cái suất nào hạn chế, kèm theo những cái điều kiện, đó là cái token của họ sẽ bị khóa trong khoảng thời gian nhất định, ví dụ từ 6 tháng đến 1 năm, hay là tùy theo cái chính sách của bên team advisor người ta cung cấp, người ta đưa ra. Và sau cái những cái nhà đầu tư private sale thì sẽ là những nhà mua, những người mua ở trên sàn. Những người mua ở trên sàn thì sẽ tùy theo những người mua sớm, những người mua ở vị thế tốt và những cái giá khác nhau thì nó cũng sẽ có cái vị thế mua khác nhau. Ngoài ra thì sẽ có cả đội market maker là những cái đội mà chuyên làm giá, chuyên mà vẽ chạc. Thường những cái người mà phân tích chạc để đánh ấy, thì những cái đội market maker này chính là những cái người tạo ra những cái sóng đó. Trên cái chạc thì các bạn hiểu rằng những cái biểu đồ này nó chỉ là những cái biểu đồ thể hiện cho những cái tâm lý của những nhà đầu tư và cái cảm xúc của những nhà đầu tư tại cái thời điểm đó, thì nó sẽ ra cái quyết định là mua bán và nó sẽ tạo ra những cái con sóng trên những cái biểu đồ. Và cái đội market maker chính là những cái người mà làm ra những cái chạc như vậy. Hoặc là nếu như mà các bạn chỉ chơi trên cái chạc, trên cái biểu đồ thôi, thì các bạn rất là dễ đi vào cái biểu đồ mà chính của đội market maker người ta vẽ cho các bạn như vậy, người ta muốn các bạn nghĩ như vậy, thì người ta sẽ vẽ theo cái ý của họ. Và tiếp theo thì là đến phần miner, là những người thợ đào. Miner ấy, thì nó cũng không phải là cái đồng coin nào nó cũng áp dụng công nghệ đào coin bằng máy móc, thì mình cứ gọi chung là miner.
là những cái người mà sẽ dùng những cái công cụ hoặc là dùng cái phần vốn của mình để staking ra những cái đồng coin, thì họ cũng là một trong những cái thành phần tham gia trong thị trường này. Đó, và thành phần tiếp theo đó là đội Airdrop và Bounty Hunter, là những cái người mà chuyên làm những cái nhiệm vụ trong một dự án để họ nhận được những cái phần thưởng Airdrop, những cái đồng token đó. Và những cái token đó dành cho những người dùng khi mà họ hoàn thành những cái nhiệm vụ của dự án đưa ra. Thành phần cuối cùng đó là sàn giao dịch. Đó, sàn giao dịch sẽ là nơi mà các bạn có thể mua bán, trao đổi. Và sàn là một tổ chức tài chính, và họ có một cái lượng quỹ rất là lớn và những cái token stake của những nhà đầu tư ở trên sàn. Và họ cũng sẽ dễ dàng là những người có thể can thiệp và điều chỉnh vào cái phần giá khi mà họ có một cái lượng token nhất định để có thể can thiệp vào giá trên thị trường. Đó, thì ở đây thì các bạn cần phải hiểu được các cái thành phần tham gia trong thị trường crypto để các bạn biết được là cái bức tranh trong cái thị trường này nó như thế nào, và các bạn hiểu được những cái vị thế của mình. Thì khi mà các bạn hiểu được quy luật thì các bạn sẽ dễ dàng nắm chắc được cái cuộc chơi và tăng cái tỷ lệ thắng cho các bạn khi tham gia trong thị trường. Thì khi các bạn hiểu được cái luật chơi rồi thì các bạn cần phải tạo ra cho mình những cái lợi thế riêng để các bạn có thể chiến thắng những cái người chơi còn lại. Thì các bạn hãy cùng theo dõi những video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm những cái yếu tố để có thể tác động đến giá trong cái thị trường crypto, và làm thế nào để chúng ta sẽ là những người mà các bạn có thể đưa ra được cái quyết định trước khi cái yếu tố giá đã có sự can thiệp của thị trường. Thì các bạn hãy cùng theo dõi video tiếp theo nhé.